Trên thế giới, Hồng Kông, Trung Quốc giữ vững vị thế trung tâm tài chính toàn cầu. Vượt Mỹ, Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất hấp dẫn thứ hai thế giới. Úc sẽ triển khai thị thực lao động nông nghiệp mới vào tháng 9. Tại Việt Nam, Bộ Công Thương siết chặt quản lý xuất nhập khẩu, hỗ trợ sản xuất tiêu dùng trong nước. Bộ Giao thông Vận tải lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân, điều chuyển cán bộ kém năng lực. Đề xuất tăng lương hưu ở mức 11% từ đầu năm 2022. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi bản tin kinh tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu sẽ là một thông tin kinh tế thế giới. Mới đây thì người đứng đầu cơ quan tiền tệ Hồng Kông HKMA, ông Eddie Yuan, cũng đã cho biết rằng đặc khu này vẫn giữ vững vai trò là một trung tâm tài chính toàn cầu, được các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên khắp thế giới tin tưởng, bất chấp những bất ổn và thách thức từ bên ngoài. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Tân Hoa Xã thì ông Yuan cũng đã nhấn mạnh Hồng Kông đã chống chọi tốt với các điều kiện bất lợi trong những năm qua, như là tình hình bất ổn xã hội và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm ngoái thì khoảng 50 tỷ đô la Mỹ đã đổ vào khu hành chính này và thị trường chứng khoán Hồng Kông chính là thị trường lớn thứ hai thế giới. Theo tờ The Economic Times thì vào năm ngoái Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 từ vị trí thứ 4 và hiện nay thì vị trí này lại tăng thêm một bậc nữa. Ấn Độ đã nổi lên là một điểm đến sản xuất hấp dẫn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Nguyên nhân là do điều kiện hoạt động, khả năng cạnh tranh, chi phí và việc áp dụng đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực. Và theo ông An Suan Jan, giám đốc điều hành của khu vực Ấn Độ và Đông Nam Á tại công ty tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield, cho biết rằng là nước này đã chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ và gần như là bỏ qua giai đoạn sản xuất của quá trình chuyển đổi. Sản xuất của Ấn Độ cũng đã cho thấy khả năng phục hồi tốt trong và sau khi bùng phát làn sóng dịch thứ hai của Covid-19. Tuy nhiên, cũng theo nhà tư vấn này, thì để có được niềm tin của nhà đầu tư lớn hơn và mở ra chiến lược Make in India, thì Ấn Độ sẽ phải giải quyết các cải cách về đất đai và lao động, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng trên nhiều lĩnh vực. Còn tại Hàn Quốc, vừa qua thì truyền thông nước này cho biết đảng Dân Chủ Tự Do DP cầm quyền và chính phủ đang điều chỉnh kế hoạch chi tiêu lên tới hơn là 600.000 tỷ won, tương đương là 506 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2022, tăng khoảng 8% so với khoản ngân sách năm 2021. Đại dịch Covid-19 vẫn là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tiêu cực đến với triển vọng phục hồi của nền kinh tế thứ tư châu Á này, buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và tác động ảnh hưởng chính vẫn là các ngành dịch vụ và bán lẻ, nền tảng chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs. Và đây cũng chính là lý do mà chính phủ Hàn Quốc đã có kế hoạch tăng mức hỗ trợ tài chính cho SMEs trên quy mô toàn quốc. Cụ thể thì khoảng 600 tỷ won đã được lên kế hoạch để có thể bù đắp cho những thiệt hại của SMEs xuất phát từ các biện pháp phòng dịch của chính phủ. Con số này được đánh giá là sẽ tiếp tục tăng lên nếu như dịch bệnh không được kiểm soát tốt. Theo số liệu mới nhất từ IHS Markit, trong tháng 8 thì hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng trưởng chậm lại trong tháng thứ 3 liên tiếp. Các nguyên nhân chính là do hạn chế về năng lực, thiếu hụt nguồn cung và biến thể Delta làm suy yếu động lực phục hồi sau đợt bùng phát dịch từ năm ngoái cho đến nay. IHS Markit cho biết rằng chỉ số PMI ngành sản xuất và dịch vụ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12, xuống còn 55,4. Tuy nhiên thì không phải lĩnh vực nào cũng ảm đạm như nhau. Đơn cử là doanh số bán nhà ở Mỹ trong tháng 7 lại có tín hiệu tích cực, cụ thể là tăng 2% so với tháng 6 do số lượng nhà trống tăng lên và giá giảm. Còn tại Úc thì mới đây, chính phủ nước này thông báo sẽ triển khai áp dụng một loại thị thực mới cho phép người nước ngoài làm việc tại các nông trại của nước này vào cuối tháng sau. Tuy nhiên thì vẫn chưa rõ khi nào thì những người lao động có thị thực này có thể đến đây và bắt đầu làm việc. Chính phủ cho biết thêm rằng loại thị thực mới này sẽ dành cho người lao động trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp cũng như là chế biến thịt. Sau đó thì có thể mở ra cơ hội thường trú hoặc là định cư tại các vùng nông thôn của nước này. Thị thực sẽ được cấp cho những người lao động nộp đơn từ một loạt các quốc gia thông qua các thỏa thuận song phương giữa Úc với từng nước theo các điều kiện được công bố và thực hiện trong vòng 3 năm sau khi thị thực được áp dụng. Việc áp dụng thị thực sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán với các nước đối tác.
Và cũng tại Úc, theo dữ liệu của công ty phân tích tài chính Mastercard Spending Pulse, trong tháng 7 vừa qua, doanh số bán lẻ của nước này đã ghi nhận mức giảm kỷ lục tính từ đầu đại dịch Covid-19, khi hai thành phố lớn nhất cả nước, đó chính là Sydney và Melbourne, đều đang thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài. Cụ thể thì doanh số bán hàng trên toàn cả nước đã giảm 5,6% so với tháng 6 và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc, ông Paul Zagra, đã nhận định dữ liệu đã cho thấy rằng những tác động tiêu cực mà biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây ra đối với hoạt động kinh doanh và sinh kế của người dân. Một ví dụ dễ thấy nhất đó là biển quảng cáo cho thuê đang xuất hiện nhiều hơn tại mặt tiền của các cửa hàng ở khu vực trung tâm của thành phố Sydney và cả Melbourne. Và theo báo cáo mới nhất của IHS Markit, chỉ số BMI của Eurozone đã giảm xuống là 59,5 trong tháng 8 so với mức là 60,2 trong tháng 7. Trong khi đó thì BMI của Anh, nước đã rời khỏi Liên minh châu Âu và không thuộc Eurozone, ghi nhận mức giảm mạnh trong tháng 8 xuống 55,3 và đây là mức thấp nhất trong 6 tháng vừa qua. Tăng trưởng kinh doanh của Eurozone giảm nhẹ trong tháng 8, một phần là do một số doanh nghiệp lo ngại về tác động liên quan tới biến thể Delta, nhưng lý do chính vẫn là do cầu vượt cung trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tăng mạnh trở lại trong 19 quốc gia thành viên Eurozone. Theo nhà kinh tế trưởng Chris Williamson của IHS Markit thì chuỗi cung ứng bị gián đoạn tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, nhu cầu tăng cùng với lại trục trặc về nguồn cung đang đẩy chi phí cao hơn, dẫn tới giá bán trung bình đối với hàng hóa và dịch vụ tăng ở mức gần kỷ lục. Và ông Williams cũng đã nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát hiện đã bị đẩy lên mức cao nhất. Vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, công ty Virgin Orbit của tỷ phú Richard Branson thông báo sẽ niêm yết cổ phiếu thông qua việc sáp nhập SPAC với tập đoàn mua lại xe chuyên dụng NextGen vào cuối năm nay. Thỏa thuận này sẽ mang lại 483 triệu đô la cho Virgin Orbit. Và theo như ông Dan Hart, giám đốc điều hành của Virgin Orbit, số tiền này sẽ giúp cho Virgin Orbit đẩy nhanh được quá trình sản xuất tên lửa, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, tài trợ cho sự phát triển của các giải pháp không gian, cũng như là để phát triển các sản phẩm hiện có của công ty. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất từ CoinDesk, vào 17:20 ngày 23 tháng 8 vừa qua thì giá Bitcoin được giao dịch ở mức là hơn 50.300 đô la Mỹ, cao hơn là 2% so với hôm trước. Trong 24 giờ vừa qua thì giá Bitcoin thời điểm cao nhất đạt gần 50.500 đô la Mỹ và thấp nhất là ở mức hơn 48.100 đô la Mỹ. Đà tăng giá mạnh của Bitcoin khiến cho nhiều đồng tiền điện tử khác cũng đã tăng giá, nhờ đó mà tổng vốn hóa thị trường lên rất cao. Theo dữ liệu của CoinGecko, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa vào chiều tối ngày 23 tháng 8 đã đạt hơn 2.200 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3% so với hôm trước. Vào tháng 4 thì Bitcoin đã từng đạt hơn là 64.000 đô la Mỹ, mức cao nhất trong lịch sử, nhưng lại bị bán tháo mạnh vào tháng 6 và tháng 7, thậm chí là lao dốc xuống dưới 30.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 7, đồng tiền điện tử này lại bắt đầu tăng giá đều đặn. Và cũng liên quan đến tiền điện tử thì mới đây tập đoàn thanh toán điện tử PayPal đã ra mắt một dịch vụ mới cho phép khách hàng ở Anh mua giữ và bán loại tiền ảo này. Dịch vụ bắt đầu triển khai trong tuần này, đánh dấu sự mở rộng dịch vụ tiền điện tử ra quốc tế đầu tiên của PayPal bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Và trong một tuyên bố chính thức của tập đoàn, với một thương hiệu đáng tin cậy như PayPal, giờ đây thì việc gia nhập, truy cập, tìm hiểu kiến thức và khám phá tiền điện tử có tiềm năng trở thành xu hướng phổ biến ở Anh. PayPal được báo cáo là có hơn 2 triệu người dùng đang hoạt động ở Anh. Đây chính là mức thâm nhập cao nhất của PayPal ở châu Âu. Quý vị đang cùng đến với bản tin kinh tế và tiếp tục phần tin kinh tế trong nước là thông tin hợp tác song phương. Thưa quý vị, trong khối Liên minh châu Âu EU thì Italia đó chính là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Theo đó thì trong 11 tháng từ khi EVFTA chính thức có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2021 thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Italia đã đạt là 7,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,8% so với giai đoạn cùng kỳ trước khi có EVFTA. Ở chiều ngược lại thì Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong khối ASEAN với kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng qua các năm. Cụ thể thì tính 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,29 tỷ đô la, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Và đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhất trong số những nước Italia nhập khẩu hạt điều bóc vỏ, chiếm khoảng 60-70% tổng kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Italia.
Vừa qua những khó khăn do tình hình dịch bệnh, xuất khẩu thủy sản đã ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt. Trong đó thì mặt hàng tôm xuất khẩu là điểm sáng của ngành thủy sản. Tính 7 tháng đầu năm thì xuất khẩu tôm ước đạt là 240.000 tấn với giá trị là 2,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% về lượng và tăng 16% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt là xuất khẩu tôm sang thị trường Australia đã tăng đến 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất trong số các thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam. Mới đây thì Bộ Công Thương cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng để có thể hỗ trợ hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó thì Bộ yêu cầu Hiệp hội Thép Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sắt thép, quặng sắt rà soát xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, tiết giảm các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. Cùng với đó thì các Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, các tập đoàn doanh nghiệp ưu tiên nguồn hàng phục vụ cho thị trường nội địa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. Một số hiệp hội doanh nghiệp khác cũng được yêu cầu ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu. Chuyển sang thông tin về thị trường thịt heo, thưa quý vị, tiếp diễn nghịch cảnh giá heo trong nước giảm sút kỷ lục, trong khi đó thì lượng thịt nhập khẩu vẫn ồ ạt. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu 80.850 tấn thịt heo tươi đông lạnh. Hiện giá heo sống trên toàn quốc dao động từ 50-54.000 đồng một ký. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019. Tuy nhiên, giá thịt đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao do các chi phí liên quan đồng loạt tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển. Và trong bối cảnh này, rất cần có những chính sách điều tiết lượng thịt heo nhập khẩu hợp lý để kích thích người chăn nuôi trong nước. Chuyển sang thông tin về giao thông vận tải, để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công 2021, ngày 23 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải ban hành công điện. Ngoài các yêu cầu thúc đẩy giải pháp triển khai dự án để đẩy nhanh giải ngân, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng đứng đầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ dự án, giải ngân. Bên cạnh đó sẽ kỷ luật điều chuyển với cán bộ gây cản trở, kém năng lực, làm chậm giải ngân vốn. Hiện tiến độ triển khai một số đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông đang chậm tiến độ. Khi hết tháng 7 thì tổng giải ngân vốn ngân sách cho các tuyến cao tốc này mới đạt 46% kế hoạch cả năm. Sau khi tiếp nhận góp ý của các bộ ngành liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có đề xuất với Chính phủ về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hạ mức đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng xuống còn 11% thay vì là mức đề xuất trước đó là 15% do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Và thời điểm tăng lương hưu dự kiến là từ đầu năm 2022. Lần gần nhất mà Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng là vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Với mức tăng là 7,19%. Trong năm 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa tăng lương hưu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế ngày hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.